Nỗi khổ của người nổi tiếng. Người bình thường có thể trễ chút xíu, cũng không ai nói gì. Vừa mới trễ 5 phút, trời ơi chạy xúc quần luôn. Là mọi người đã nói, cái gì đâu mà anh trễ, anh mất uy tín quá. Bình thường hả, bạn bè mình đi nói, tao đang tới, mới 10 tiếng sau mới thấy nó ló mặt ra thì không sao, trễ chút cũng sao. Anh leo trễ 5 phút, trời đất ơi là trời, nó làm như nước sôi đổ vô háng vậy đó. Chịu nổi không? Chờ đợi đúng là hạnh phúc. Nếu mà mọi người đã từng coi những cái clip của anh nói về cái vụ mà corona rồi về vaccine này nọ đó, thì mấy em có biết á, là những người mà người ta không có chịu chích cái loại vaccine của Trung Quốc á, người ta tin vào logic, người ta tin vào những cái lời nói mà hợp lý của anh và những người có đầu óc. Giờ người ta được chích Astra, người ta được chích Pfizer. Còn có nhiều người á, chích Sino giờ không biết khi nào mới chích mũi 2. Nói chung là cuộc đời nó rất là vô thường. Cho nên đôi khi á, mình cần phải có cái đầu óc. Và một trong những cái đó, nó là một trong những cái thông điệp mà quan trọng anh cũng muốn nói tới mấy em luôn. Đó là chúng ta nếu mà sống theo cái gọi là cái tâm lý số đông á, cứ đợi mà ai nói gì mình nghe đó, thì phần lớn những người như vậy là những người rất dễ bị hoảng loạn. Tại vì cái sự hoảng loạn nó không chỉ đến một cách đơn giản như là mình ngồi nhà mình coi phim, mình coi trong mấy cái phim mà zombie mình thấy á, những cảnh mà người ta ra sức, người ta đập phá rồi người ta tìm mọi cách để trốn ra khỏi khu zombie, mình ngồi coi phim cái mà nói trời đất ơi cái đám này tàm xàm ba láp quá, ba cái chuyện như vậy mà cũng phải làm gì, đợi chút xíu mà cũng trốn được thôi chứ có gì mà làm thấy ghê vậy nè. Trong tới khi bây giờ tới chúng ta đó, chúng ta thấy cái thời điểm mà dịch vừa qua đó có rất nhiều là vấn đề. Mà giống như cái chuyện mà đi 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 siêu thị mùa dịch á, ai cũng biết là đi siêu thị mùa dịch, đi vô trong một cái chỗ mà máy lạnh mà nó kín như vậy thì sẽ tăng nguy cơ bị nhiễm hơn. Nhưng tới lúc đó ai cũng đi hết, tại vì nếu mà không đi là không có đồ ăn, mà không biết khi nào đồ ăn mới về tới mình. Nhiều người là các bạn đợi đợi, giống như hỏi mấy người dân mà người ta đi về quê á, người ta lên Sài Gòn là tại vì người ta phải đi kiếm một cái chỗ mà để kiếm tiền để nuôi gia đình. Bây giờ á, 3 tháng, 4 tháng ở trong dịch thì người ta bị cách ly, không được ra đường để đi kiếm tiền, không kiếm ăn, đợi thì không biết chỗ có chỗ không. Người á, thì nhận được tiền trợ cấp, người thì không nhận được tiền trợ cấp. Mà bây giờ hỏi mấy em là một tháng mà 1,5 triệu sống sao nổi, một tháng 1 triệu, một gia đình 1 triệu, ok, làm sao mà sống nổi. Cho nên bây giờ người ta mới chạy về. Những người mà ngồi ở nhà mình rất dễ đi, giống như là mình ngồi mình coi qua cái màn hình mình nói trời ơi người ta không có ý thức gì hết trơn á, về rồi hả, rồi tùm lum tà la này nọ lọ chai, vật chất quyết định ý thức. Cái câu đó là trong triết học Mác Lênin nói, người ta bụng đói thì đầu gối phải bò, người ta ở đây không có gì ăn thì người ta về quê người ta còn có thể kiếm được. Chỉ có những đứa mà nó vô cảm hoặc là vô học hoặc là mất dạy, nó mới kêu đồng bào của mình là vô ý thức thôi. Tại vì cái chuyện mà lo cho người dân, chuyện đó là của lãnh đạo. Những người lãnh đạo là những người người ta được bầu ra để lãnh đạo đất nước thay cho người dân. Bởi vì mấy em biết làm sao không? Cái đất nước của mình á, hoặc là đất nước nào cũng vậy hết á, từng người dân một thì người ở cái vùng nào người ta biết cái vùng đó thôi. Chẳng hạn như là anh ở Sài Gòn thì cao lắm anh có thể lo được ra tới Thủ Đức hay là gì. Nhưng mình sẽ không thể nào mà có thể vận dụng được nguồn lực của cả đất nước này để mà mình làm cho đất nước nó đi lên được hết. Thành ra người dân mới bầu cho những người lãnh đạo đất nước, để những người đó người ta có cái quyền lực, người ta phối hợp những cái bộ này bộ nọ với kia lại để mà làm cho cả đất nước đi lên. Thì cái chuyện đó là phụ thuộc vào lãnh đạo, chứ không phải là cái chuyện gì cứ kêu mày ngon quá, mày ngon mày lên mày làm đi, ngon mày làm đi. Ủa người dân chuyện gì cũng làm hết, vậy lãnh đạo để làm cái gì? Mấy đứa có đặt câu hỏi đó không? Cái câu hỏi như vậy, thực sự những người mà có đó người ta sẽ biết liền. Còn những đứa con nít thì suốt ngày thì chỉ có gào lên, ui, dân vô ý thức, dân vô ý thức. À, cho tới khi mày không có cái cục mứt gì để ăn, thì mày cũng sẽ giống như những người đó thôi. Đó là một sự hoảng loạn của đám đông. Một sự hoảng loạn mà nó đến từ rất là nhiều vấn đề. Nhưng mà thật sự là ở trong đây, cái clip ngày hôm nay, ấy, chúng ta tập trung vào vấn đề chính là anh phải nói lại một lần nữa. Đó là cái cuộc sống của những người nổi tiếng thực ra nó bất hạnh hơn chúng ta rất là nhiều. Nghe qua nó có vẻ rất là vô lý. Người nổi tiếng mà sao bất hạnh hơn người bình thường được? Vô lý lắm. Chuyện đó nó kỳ cục mà nó không có đúng.
Tại vì như chúng ta thấy, người nổi tiếng thì giàu có. Người nổi tiếng đi đâu cũng có người tung hô hết. Đi ra ngoài đường cứ có người chụp hình. Rồi nói chung là anh em, rồi kêu bằng, nói chung là lúc nào cũng được những cái gọi là gì ta, được discount này nọ. Rồi nói chung là mình thấy người đó sống một cuộc đời mà, trời ơi sao người ta chụp hình đẹp vậy, rồi sao người ta đi du lịch nhiều quá, trời trời trời, rồi người ta bị bóc mẻ ở trên TV nè, rồi người ta bị người này chửi nè, rồi lum la đó. Vấn đề là nằm ở chỗ đó. Cái gì trong cuộc đời này nó cũng có hai mặt hết. Người nổi tiếng thật ra bất hạnh hơn chúng ta tưởng rất là nhiều. Và anh trước tiên anh thôi cứ lấy cái ví dụ đơn giản nhất là anh đi. Anh thực ra cũng không nổi tiếng lắm, anh nghĩ là như vậy. Tại vì ra ngoài đường cũng không có nhiều người biết anh là ai. Nhưng chuyện đó cũng không sao. Một mặt nào đó anh cũng cảm thấy vui. Nhưng mà một mặt nào đó anh cũng là một người nổi tiếng. Tại vì anh nhìn vô anh thấy livestream ở trên YouTube mà như vậy là cũng ngàn mấy, là thấy cũng ok lắm rồi đó. Tức là cũng thuộc dạng cũng hơi chút nổi tiếng rồi. Thì mấy em biết á, cái đầu tiên mà những người nổi tiếng á khổ hơn người bình thường là chỗ nào không? Nó là thời gian á. Cái thời gian của người nổi tiếng á, người bình thường chúng ta thời gian chúng ta làm gì? Chúng ta đi làm, chúng ta coi phim, rồi chúng ta đi ngủ, chúng ta có thể đi nhậu hay là gì. Nhưng càng nổi tiếng cái thời gian của mình á, nó sẽ càng không thuộc về mình. Chẳng hạn như hôm nay, anh đã lên một cái kế hoạch từ hồi tuần trước là anh nói cứ mỗi cái livestream, cái podcast này á, là cứ mỗi cuối chủ tình nhật cuối tuần thì anh sẽ làm vào lúc 8 giờ. Anh sẽ nói về những vấn đề về cuộc sống, về nghề nghiệp, về những thứ mà tụi em, những người mà từ khoảng 18 đến 24 tuổi, và thậm chí là nhiều người mà từ 34 tuổi tới lên mà vẫn còn có nhiều cái anh chưa có biết nữa, thì anh cũng sẽ nói để giúp cho mọi người hiểu. Thì anh nói là 8 giờ. Là trước đó anh có làm cái gì đi nữa thì 8 giờ anh phải xuất hiện. Trễ anh chút xíu là vô là chửi. Anh leo mất uy tín mà trễ có 5 phút thôi. Trong khi bạn bè mình á, trễ đâu cả tuần luôn á, thì cũng không sao cả. Nó khổ là nó khổ như vậy đó. Nhưng đó là một chuyện nhỏ thôi. Mấy em biết là trước khi mà anh lên làm cái livestream này á, là lúc nãy á, 7 giờ rưỡi là anh còn đang đạp xe ở ngoài quận nhất, ở ngoài phố đi bộ. Anh phải đạp. Anh đạp thọc tóc về nhà. Cái áo của anh là nó ướt đẫm mồ hôi luôn nè, thấy không? Trời đất ơi, anh phải chạy về. Mà trong khoảng thời gian nửa tiếng đó là anh phải về anh mua đồ ăn. Xong anh ăn, rồi anh làm đủ mọi thứ và anh lên đây để cho mọi người thấy là ok, anh leo, mặt mũi ở đây, có đầy đủ năng lượng để nói cho mọi người. Mặc dù mất nãy mới đạp xe là hộc máu luôn. Ăn xong nói thiệt là giờ đang cởi đầu cho ra coi nè, thấy tóc tai của anh không? Trời ơi, nó te tua tơi tả luôn như vậy nè. Nó tùm lum tà la hết. Nhưng may quá anh kêu anh là đầu bếp tinh thần, cho nên anh có quyền anh đội cái nón này, không có ai biết được cái tóc của anh nó như thế nào hết. Quá sướng. Nhưng đó là một trong những cái khổ ải của người nổi tiếng. Đó chính là thời gian. Thời gian của người nổi tiếng nó sẽ thuộc về rất nhiều người. Và cái thời gian đó nó trở nên vô cùng quý giá. Nói thiệt với mấy em á, mấy em bình thường, mấy em cũng biết là nếu mà bây giờ ai mà coi clip của anh á, mà đã có gia đình rồi á, thì mấy em cũng biết á, là cuộc sống của mình không chỉ đơn giản là của mình nữa, mà nó là thời gian dành cho gia đình, dành cho ba mẹ, dành cho vợ, dành cho con, dành cho bản thân mình. Nó chia ra rất là nhiều. Khi mà mấy em nổi tiếng, nó, cái thời gian của mấy em á, nó sẽ phải chia ra cho manager, nó phải chia ra cho việc gặp nhãn hàng, nó phải chia ra cho việc làm những thứ mà nhãn hàng muốn, nó phải chia ra để nghe nhãn hàng chửi. Tại vì tao kêu mày làm cái này mà sao mày làm như vậy, má mày có bị khùng không? Nhưng dĩ nhiên nhãn hàng nó sẽ không nói một cách trực diện như vậy, mà nó sẽ nói anh ơi, hình như anh hiểu lộn cái ý của tụi em rồi, cái brief này nó là như vậy. Nhưng thiệt ra cái câu của nó là đúng, mà sao mày ngu dữ vậy? Trời đất ơi, ca sĩ diễn viên này nó một câu mà sao ngu dữ vậy? Nhưng mà trong bụng nó nói vậy thôi, chứ ở ngoài nó nói anh hiểu lầm cái brief này rồi, anh có thể làm lại giùm cho tụi em được không? Nhưng thường á, công ty nó hay cho cái deadline như vậy mất cười lắm. Thứ sáu, cái anh ơi, cái này cần phải sửa nè anh. Thứ hai, anh gửi lại cho tụi em được không? Thứ bảy, chủ nhật sao? Dạ, chuyện đó là tụi em nghĩ. Còn anh, trời ơi, anh là người nổi tiếng thì anh phải làm thôi. Nhưng mà đâu, không nói ra câu đó. Nói anh cố gắng giùm tụi em chút. Cái cuộc sống á, để mà tìm ra được một cái sự cân bằng trong thời gian, trong cái chuyện mà nghỉ, trong cái chuyện làm, trong cái chuyện mà enjoy family time, the enjoy time cho cái cuộc sống của bản thân mình á, là một người bình thường thôi đã khó rồi, tới là một người nổi tiếng nó còn khó bạo nữa.
Mà thực sự cái kỹ năng quản lý thời gian á, không phải ai cũng có. Những cái mà thực ra cái đó đó là ngay cả người bình thường cũng không biết rõ quản lý thời gian là như thế nào nữa. Thật ra chúng ta có thể nhìn thấy xung quanh của chúng ta rất nhiều người không có biết xài thời gian. Và ngay cả chúng ta cũng vậy. Mấy em có để ý không? Ở ngay ngã tư á, thì mình cứ nhấp nhổm. Đèn đỏ còn 5 giây là mình đã vượt rồi. Nhưng khi mình vô trong quán cà phê, mình có thể ngồi một tiếng mình bấm điện thoại. Thời gian của mình á, mình xài rất là vô lý. Thì những người như vậy, người ta sẽ xài có lý tới cỡ nào. Nhưng cái lúc mà người ta là một người nổi tiếng, người ta chịu nhiều trách nhiệm á, thì cái thời gian đó dần dần á, thường á, người ta sẽ hy sinh thời gian cho gia đình, hy sinh thời gian cho con cái, hy sinh thời gian cho ba mẹ và hy sinh cho thời gian cho cả chính bản thân người ta để người ta kiếm tiền. Bởi vì người ta không biết là khi nào người ta còn nổi tiếng, còn kiếm tiền được. Cho nên một cái giống như là không ai nói thì hầu như những người nổi tiếng đều hiểu và họ làm mọi thứ để kiếm tiền trong thời gian họ còn nổi. Cái câu đơn giản của người nổi tiếng ở Việt Nam hay nói là tới thời. Ở nước ngoài thì gọi là in prime time, tức là trong cái thời mà kêu bằng mà xuân sắc phong độ đỉnh cao á, thì làm kiếm được nhiều tiền chừng nào càng tốt, tại vì mình không có biết được cái thời nó bao nhiêu lâu. Cái này á, nó rất là khó, bởi vì á, nếu mà chúng ta biết quản lý, chúng ta biết đầu tư thời gian, công sức vào những chuyện như học hành, thì chúng ta có thể kéo dài được cái đó. Nhưng thực sự, cái khổ của người nổi tiếng lại đến từ chuyện thứ hai, đó là tri thức họ không có đủ. Anh nói cái này, nếu mà người nổi tiếng nào lỡ mà đang coi clip của anh sẽ cảm thấy buồn, nhưng mà đó là sự thật. Mà nếu mà bạn nào mà bỏ qua được cái tôi của mình mà nghe được khúc này mà chịu khó lắng nghe tiếp thì mấy bạn sẽ khác những người khác. Mà anh nghĩ là không có nhiều người nổi tiếng coi clip của anh đâu, bởi vì những người nổi tiếng bị một cái bệnh gọi là bệnh cái tôi cao lắm. Anh hiểu điều đó, tại vì cái tôi của anh cũng cao lắm. Ai cũng vậy hết trơn hết đó. Người bình thường ai cũng có cái tôi hết, nhưng càng nổi tiếng thì cái tôi càng cao. Cái vấn đề nó là như vậy nè. Người nổi tiếng thật ra, chúng ta sẽ có rất là nhiều kiểu người nổi tiếng. Nhưng thường ở nổi tiếng ở Việt Nam thì sẽ là ca sĩ, là diễn viên. Hai đối tượng đó thường sẽ có một cái điểm chung là cái mà người ta nổi chính là cái giết chết người ta. Khi mà như anh đã nói là trong cái thời prime time, tức là trong cái thời mà đỉnh cao sự nghiệp đó, thì người ta càng dốc hết sức để mà người ta đi diễn, đi hát kiếm tiền. Mấy em biết là khi mà mình đi học nhiều á thì mình mệt, mình không có làm được cái gì hết. Mình không có vô được cái gì trong đầu hết. Hồi đi học nhớ không mấy đứa? Một ngày học 3 cử, về là đầu óc mụ mị. Nó đi học chứ thiệt ra là không có nhồi được cái gì vô đầu hết. Đi diễn, đi hát cũng vậy. Cái chuyện mà đi hát á, mình hát để mà kiếm tiền, nó khác với mình hát để mà mình enjoy. Và mình hát để mà mình học ra được cái lỗi để mình hát hay hơn. Khi mà mình nổi tiếng, mình sẽ mất đi cái khoảng thời gian để mà nhìn thấy được cái lỗi của mình. Khi mà là diễn viên, đi diễn cũng vậy. Có một số ít người có khả năng nhìn ra được cái dở của mình mà để họ improve và họ phát triển trên. Đó là những người, người ta đi đường dài. Những người đó rất ít, phần lớn là đang tới thời kiếm được nhiều kiếm, chơi cho đã đi. Người khác nói mình không có đủ tri thức, đám đó là cái đám ganh tị. Thêm cái thằng đó nữa, hồi xưa thi rớt, Việt Nam có talent rồi, giờ cái bắt đầu đâm ra quẩn chí, rồi cái bắt đầu cái nói này nói nọ, nói kia phản động, đừng nghe lời nó, không? Ca sĩ diễn viên, cái họ giỏi nhất là họ ca và họ diễn, chứ không phải là tri thức. Cho nên như anh đã nói trong cái clip mà đừng nghe người nổi tiếng nói về chuyện đầu tư tiền bạc, nó là một trong những cái mặt rất đúng và mặt khác. Nói rộng ra là đừng nghe người nổi tiếng nói gì về hết, về vấn đề mà ngoại trừ cái họ đang làm đó. Tại họ có thể biết diễn, họ có thể biết hát. Ngoài ra đừng nghe họ nói cái gì hết. Có những cái trang của những người nổi tiếng vô cái bắt đầu nói về chuyện tình yêu, nói vậy gì, anh coi mấy cái đó, anh nói thiệt á. Mỗi lần mà Facebook mà nó đề nghị cho anh mấy cái trang đó hả, anh cảm ơn Facebook lắm. Tại anh bấm hai toàn bộ, anh bấm hai toàn bộ, đỡ mất công vô từng trang để mà coi. Những câu khuyên bảo mà về tình yêu á, câu nào nó cũng đúng hết và câu nào nó cũng sai hết. Anh nói thiệt với mấy đứa, đừng coi bất cứ một câu nào về tình yêu hết. Tại vì
cái chuyện mà yêu một người nào khác á, thực sự nó quan trọng nhất là nó xuất phát từ cái chuyện mình có yêu bản thân mình hay không. Nếu mà mình yêu bản thân mình thái quá thì mình sẽ không yêu người ta đủ. Còn nếu mà mình yêu bản thân mình quá ít thì mình sẽ dẫn tới quỵ lụy để xin tình yêu của người khác. Đó là một câu nghe có vẻ có lý và nó có lý thiệt. Nhưng cũng đừng nghe anh. Tại vì mỗi người sẽ yêu mỗi kiểu. Nhưng anh có cái clip mà nói về những cái cách mà yêu khác nhau á. Mấy đứa vô đồng đó mấy đứa coi để mấy đứa sẽ thấy. Nãy giờ anh nói nghe nó gãy gọn mà nó liên tục quá. Thành ra chắc có người nghĩ anh là một người kêu bằng là clip này là clip được phát lại đúng không? Cho nên giờ anh đọc comment cái này nha. Ok, John Phạm, Quốc Cao, Hai Anh Leo, chào em. Rồi Nguyên Hình Như, anh Di Leo mua năm, you're wrong, we're right, yeah yeah yeah. Thấy chưa? Anh nói thiệt á, ở cái khúc này nó hơi khoe khoang ngoài chút xíu thôi. Có nhiều đứa nó nói chuyện mắc cười lắm. Thằng Di Leo mà mày đặt mày làm clip kiểu đó xong mày ngon, mày lên livestream mày nói giống như cái anh đám me hay như mấy cái người mà hay livestream đi. Xin lỗi mấy đứa. Mấy đứa kêu lộn người rồi. Anh là một người mà livestream hả? Anh nói thiệt, ba cái đám đó không có hít cái móng chân của anh cũng không nổi nữa, chứ đừng nói mà kêu bằng mà so với anh, hiểu không? Tại vì trong đầu anh có tri thức. Anh có tri thức cho nên anh có thể nối liền những cái suy nghĩ, những cái câu nói của anh có thể hớ, nhưng mà anh có thể bẻ để làm như nó là một cái câu chuyện trong một cái bức tranh rộng lớn mà anh đã tính từ trước rồi. Đó là cái sự khác biệt của tri thức. Như người nổi tiếng, anh nói lại, không có thời gian để trau dồi tri thức. Thực sự, họ có thể nói rằng tao nổi tiếng, tao kiếm được nhiều tiền, cần gì tao phải kiếm được tri thức. Cái đó cũng đúng. Đúng, đó là điều đúng. Nhưng nếu mà chúng ta chỉ nhìn cuộc đời của chúng ta trong một giai đoạn ngắn, đó là một giai đoạn prime time. Nhưng mấy em á, hồi mình đi học á, chúng ta thường hay nghĩ rằng là con trai trước 30 tuổi là phải có nhà, có xe. Chúng ta coi tivi, chúng ta coi trên báo, chúng ta thấy nói phụ nữ mà không lấy được người chồng như vậy là vứt đi. Đó là những cái tiếng Anh nó gọi là hot shit. Còn tiếng Việt Nam nói là quần què. Mỗi một người có một giai đoạn phát triển khác nhau. Có những người ở trong trường người ta chậm phát triển lắm. Tại vì anh đã nói rồi, nền giáo dục Việt Nam của chúng ta nó là một nền giáo dục sai lầm. Nó dạy không có đúng gì hết trơn á. Anh nói chúng ta có 8 loại thông minh. Thông minh ngôn ngữ, thông minh logic, thông minh không gian. Đó là những người vẽ. Thông minh vận động, đó là những cầu thủ. Thông minh âm nhạc, đó là những nhạc sĩ. Và còn những loại khác nữa. Nhưng trong trường chỉ có đánh giá dựa qua thông minh logic với thông minh ngôn ngữ là môn văn như môn toán là hệ số 2 thôi. Còn lại là những môn khác kệ mẹ. Nó giỏi đá banh, nó giỏi đánh lộn hay là cái gì, coi như nó là một thằng ngu. Thì những đứa đó, cái quá trình mà phát triển của nó sẽ chậm hơn rất nhiều so với những đứa mà cái môi trường này đang tập trung cho nó. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không phát triển được. Và cái giai đoạn phát triển đó nó sẽ không đi theo cái mà báo chí và cái nền mà kêu bằng mà showbiz rồi. Cái xã hội của chúng ta nó tập trung. Nó làm cho chúng ta nghĩ rằng là mình không phát triển đúng. Chúng ta không bằng được những đứa khác. Nhưng không phải như vậy. Cho nên khi chúng ta nhìn thấy những ca sĩ, diễn viên, họ có thể nổi vào thời điểm này. Nhưng trên một con đường dài, ông bà có câu nói đường dài mới biết ngựa hay. Mình thấy bây giờ chưa chắc họ đã mãi mãi như vậy. Chúng ta có thể coi trên báo, chúng ta thấy rất là nhiều những người. Những người mà hồi xưa đi đâu cũng được cơ bằng mà tiền hô hậu ủng. Đi đâu cũng được người xin chữ ký. Những người đó bây giờ ở đâu? Họ đổ bạc, đổ nợ, đổ nần vì cờ bạc. Họ đủ thứ chuyện xảy ra hết. Bởi vì họ có thời gian để kiếm tiền nhưng họ không có thời gian để trau dồi tri thức. Bởi vì tiếng Anh nó có một cái chữ, một cái câu nó gọi là fame is fleeting. Sự nổi tiếng nó như làn gió trôi qua thôi. Mấy em còn nhớ bé Xuân Mai không? Bé Xuân Mai khi cô bé đó còn bé thì rất nổi tiếng. Đi đâu cũng nghe con cò bé bé nó đậu cành tre. Rồi nghe leo leo chú chuột con chíp chíp. Tới giờ anh cũng hiểu sao chú chuột con mà chíp chíp được, anh cũng hiểu nữa. Nhưng mà thôi kệ, chuyện nó không quan trọng đi. Bây giờ bé Xuân Mai ở đâu? Rồi có ai còn nhớ tới chị Siêu không? Nhớ chị Siêu hồi trước chị đi hát mà ở dưới Xã Hội Đen nó đợi chị hát xong để lấy tiền của chị không? Đó là một trong những bằng chứng cho thấy người nổi tiếng thực ra họ bất hạnh hơn chúng ta. Bởi vì
Người bình thường á, chúng ta biết mình không có một cái kiểu mà đùng một phát kiếm được nhiều tiền như vậy. Cho nên mình phải nhìn theo kiểu đường dài. Mình đi làm một công việc, xong bắt đầu mình từ mình leo lên vị trí này, rồi mình leo lên vị trí khác, rồi bắt đầu mình xây nhà rồi gì gì đó. Còn những người đó thành công đến với họ quá lẹ. Có thể là chỉ một mùa Tết thôi là họ đã xây được một căn nhà rồi. Tiền họ nhiều dẫn tới họ xài rất là vô tội vạ. Mà cái kỹ năng mà chúng ta cần là kỹ năng quản lý tài chính, kỹ năng quản lý thời gian. Đó, và cái kỹ năng nữa là cái kỹ năng tự học. Những cái người nổi tiếng họ không nghĩ rằng họ cần phải học gì nữa. Bởi vì cái tôi của họ quá cao, cho nên tao kiếm được nhiều tiền. Đi tới đâu cũng có người xin chụp hình tới tao, nhờ tao ký tên. Nhãn hàng kêu tao ký để làm cái này cái nọ. Thì tao cần gì phải học cái gì nữa. Nhưng nếu mà mình ngồi nói chuyện với họ, anh có biết gì sao mà người dân của mình, người dân Sài Gòn của mình, trong mùa dịch người ta vẫn đổ xô đi ra ngoài siêu thị để mua đồ không? Những câu trả lời của họ sẽ làm cho chúng ta bất ngờ, bởi vì nó quá xa rời thực tiễn. Đó cũng là một trong những cái bất hạnh của người nổi tiếng. Họ không có cái nhìn của người bình thường. Người bình thường chúng ta có thể hiểu được là một tháng mình làm mười mấy triệu. Chúng ta sẽ đắn đo mua một cái món này. Chúng ta sẽ phải đánh đổi cái gì? Chúng ta cần phải sắp xếp thời gian. Chúng ta cần phải chúng ta có những cái mối quan tâm. Những cái chuyện mà đối với chúng ta như mua nhãn hiệu này, mua một món đồ này, một món đồ khác. Chúng ta hiểu được cái sự khác biệt giữa chai dầu gội đầu này, chai dầu gội đầu kia. Đối với những người nổi tiếng, họ không biết gì về đó hết trơn á đó. Mà đặc biệt là những người nổi tiếng mà từ hồi còn nhỏ là còn khổ nữa. Mấy đứa Google những cái gọi là child star, những cái mà kiểu như Disney, mà những cái ngôi sao Disney như là con nhỏ Hannah Montana đó, nhỏ mà Miley Cyrus đó. Nhỏ đó, cái hồi mà hình ảnh của nó là Hannah Montana thì nó dễ thương đáng yêu. Sau khi mà nó bị bồ bỏ một phát, trời đất ơi là trời, nó ăn mặc rồi nó làm thấy ghê. Clip nào của nó cũng lè lưỡi. I came in like a wrecking ball. Bởi vì á, nếu mà mấy đứa mà có coi một cái đoạn mà phỏng vấn á, thì người ta phỏng vấn ba của nó. Ba của nó nói, tôi không dạy con tôi nổi nữa. Không thể nào dạy được hết. Tại vì từ khi còn nhỏ mà nổi tiếng, đó là một lời nguyền, chứ không phải là một cái gì may mắn đâu. Tại vì thí dụ như nói trường hợp của bé Xuân Mai đi, anh không biết nó nhiều lắm, nhưng mà nó là một cái case điển hình. Cái điển hình của mấy đứa child star kiểu như vậy. Nhưng mà nó không phải là nó lớn lên là nó quậy quọ gì. Cái đó thì không, cái đó không có. Mai là qua Mỹ á, chứ ở Việt Nam thì hơi mệt. Thôi nói gì mong tôi nha đi cho nó dễ. Thì khi mà mình nổi tiếng còn nhỏ, cái thời gian mà mình còn nhỏ, mình cần phải nghe lời ba mẹ. Tại vì nếu mà mình không nghe lời ba mẹ, mình con nít á, nó không có biết làm cái gì. Chúng ta thường hay nghĩ hồi chúng ta còn nhỏ là tôi biết, tôi cần này, tôi mua này, tôi là hay lắm, tôi giỏi lắm. Sau khoảng mấy năm sau nhìn lại mấy cái dòng trạng thái mà mình ghi trên Facebook, mà mình thấy trời đất ơi, má cái thằng gì mà nó trẻ trâu quá vậy nè. Má sao mà nó ngu dữ vậy mà nó còn bày đặt xạo quần nữa nè. Thì khi mà mình còn nhỏ mà mình có quyền ở trong tay, mình nổi tiếng không có ai dám nói gì mình hết. Tại vì một cái câu ho của mình thôi là có nghĩa là bể xô. Thì làm sao mà ai dám nói, ai làm dám làm phật lòng. Như vậy là không có cách nào mà dạy con cho được hết. Ba má có thể nói, con hôm nay là không được ra ngoài đường chơi bởi vì con hư. Nhưng hôm nay có xô mẹ ơi. Ok, vậy thì để mai không được ra đường. Nhưng mà mốt cũng có xô mẹ ơi. Ok, vậy để tuần sau không ra đường. Không được, nhưng mà tuần sau con phải đi chụp hình bộ đồ tắm. Rồi ok, vậy đó. Thì giờ làm sao? Thua, không có dạy được. Con nít là cái giai đoạn dễ dạy nhất. Mà nó nổi tiếng một phát là coi như thua. Thế mang Clay Culkin không? Thằng nhóc mà đóng trong phim mà Ở Nhà Một Mình á. Nói thằng nhóc chứ thiệt ra đó nó bằng tuổi anh á. Nó sinh năm 82 á. Trời đất ơi, hồi đó coi thấy nó dễ thương đáng yêu bao nhiêu. Sau đó cái anh coi anh thấy má cái gì. Thằng này nó nghiện ma túy rồi nó tùm lum tà la. Nhìn nó giống như ông già vậy đó. Trời đất ơi là trời. Là bởi vì nó nổi tiếng quá sớm. Rất là tội nghiệp. Cho nên thật sự chuyện nổi tiếng không có hạnh phúc như chúng ta nghĩ đâu. Ok. Thì bây giờ chúng ta tới phần trả lời câu hỏi. Phần trả lời câu hỏi thì
Anh nghĩ là như anh đã nói với mọi người rồi. Phải trả lời câu hỏi này chúng ta sẽ trả lời qua We can't manage a team with like this. Ok, phần này thì mình sẽ trả lời qua những ai mà gửi câu hỏi qua bên Momo thì anh sẽ trả lời. Và Momo chúng ta cái định mức mà thấp nhất là 100, nghe chưa mấy em? Momo của chúng ta là 0932 59 510. Gửi câu hỏi, đợi chút xíu anh ghi vô đây. Ok, anh vừa mới ghi cái comment đó và anh sẽ pin nó luôn để cho mọi người thấy. Ok, good, đã xong rồi. Thì bây giờ ai hỏi thì cứ hỏi qua bên Momo đi, anh sẽ trả lời. Từ 100 trở lên anh sẽ trả lời nhé. Thì hồi bữa anh nói xong rồi cái bắt đầu có nhiều bạn nói dì leo, này nọ loại chai ABCD, DZ này nọ. Thành ra anh mừng mình quá. Nói chung là cái gì cũng có giá của nó. Ngay cả cộng giá cũng có giá nữa. Nguyễn Duy Thanh, cảm ơn anh đã giúp em biết về crypto cũng như những clip em giúp em được trưởng thành và tự tin vào bản thân. Học lớp crypto với anh Leo đi mọi người ơi. Cái này sao giống như là quảng cáo cho anh vậy? Nghe nó có vẻ kỳ kỳ, thôi kệ, nhưng mà cũng cảm ơn em. Ok. Chứ không nó cũng kỳ kỳ. Trần Hoàng Thiện, hello anh Leo, chỉ muốn mời anh ly cà phê về những điều thú vị anh mang đến thôi ạ. Em theo dõi anh đã khá lâu, hồi mà anh khắc bài thơ trên núi Hy Lãm Mã Lạp Sơn. Cái bài thơ này là bài mà Tích Xuân Chiêu Giá Sáu Vị Thu á. Mấy em nghe bài đó đi chưa? Anh có thể ngâm lại bài đó theo nhạc nào đàng hoàng. Tích xuân chiêu giá sáu vị thu, thẩm du tai tế sống trong lường. Thôi anh quên. Với lại nhắc cái đó nghe nó kỳ cục lắm, nó tốn thời gian tầm sàm ba láp. Ok, cho nên anh chuyển qua câu trả lời câu hỏi. Joy Moss, anh nghĩ sao về imposter syndrome mà em cũng hơn khá nhiều người những cái bị mặc cảm và một số ít giỏi hơn mình. Em thấy Việt Nam không ai nói về cái này hết. Thì thực sự imposter syndrome thì anh không biết về nó, nhưng mà anh có thể nói về cái phần mà mặc cảm về một số ít giỏi hơn mình. Thì thiệt ra nói em nghe, chuyện đó anh cũng đã từng bị giống như em. Bởi vì em biết sao không? Cái cảm giác mà mình thua kém một ai đó trên đời này ai cũng có hết. Tại vì nếu mà mình nhìn trên núi thì sẽ có núi cao hơn, đó là chuyện đương nhiên. Người giỏi sẽ có người giỏi hơn. Móng tay giỏi quýt dày có móng tay nhọn, đại loại vậy đó. Thì anh nhìn á là những người mà giỏi hơn anh cực nhiều. Anh nhìn á là anh nhìn những người giỏi hơn anh, giống hạn như là ông Robin Williams. Ông đó là một diễn viên hài độc thoại nổi tiếng, mà ổng đồng thời là một diễn viên, mà một trong số cực ít những diễn viên mà trên thế giới mà khi ổng qua đời là anh buồn thực sự á. Trước tới giờ diễn viên nào qua đời anh cũng cao lắm là có qua đời rồi hả, nhưng mà ổng qua đời là anh buồn thiệt. Ổng là người lồng tiếng cho nhân vật cái ông thần đèn ở trong cái phim Aladdin, và ổng là một diễn viên hài mà cực giỏi. Một cái show hài của ổng 2 tiếng đồng hồ mà người nghe ổng ổng nói cười mà tới mức mà ho bể phổi luôn á, trời đất ơi. Mà ổng diễn cái giai gì cũng hay hết. Nhưng hồi xưa biết không, hồi lúc mà anh mới bắt đầu cái nghề mà diễn viên hài độc thoại này á, anh nghe cái ông mà Pablo Francisco, ông đó ông giả giọng cực hay. Ông giả giọng trời đất ơi là trời, trời đất quỷ thần luôn, giả giọng của Arnold Schwarzenegger. Get to the job babes, got to blow. I'm not, no, this is, I got to be a tortilla, I want it now. Đó nghe, mà ông giả cực hay luôn. Anh nghĩ là trời, muốn trở thành diễn viên hài độc thoại mình phải giả cái giọng giống như ổng sao. Trong khi anh chỉ có khả năng giả giọng theo kiểu là ê, ê, gì nữ thơ à. À, cô có thể yêu mến mến tôi được không? Tôi thật lòng liệu mến mến cô đó mà. Nếu mà cô cũng yêu mến mến tôi thì bây giờ để tôi về rút chân ra khỏi giang hồ đi hả? Thì trời đất ơi, nói chung là thấy cái đẳng cấp của ổng là hơn xa mình. Nhưng mà sau đó anh phát hiện ra là có những quán phở nó ăn rất là ngon, nhưng tại sao vẫn có những quán phở khác cũng bán? Vậy là sao? Có nghĩa là trên đời này á, không phải người ta giỏi nhất, người ta làm cái đó là mình không được làm đó nữa. Mà có rất là nhiều người có ở nhiều cấp độ giỏi khác nhau. Và thực sự cuộc đời của mỗi người nó là một hành trình của riêng mình. Cho nên người ta giỏi là người ta đi cuộc đời của người ta. Còn mình giỏi như vậy, mình sẽ đi một cuộc đời của mình. Mình việc gì cần phải quan tâm tới chuyện người ta giỏi như thế nào. Nếu mà cái sự quan tâm duy nhất mình cần quan tâm đó chính là mình hãy cố gắng để được giỏi như người ta.
không được thì ít ra mình cũng giỏi hơn hiện tại. Cái câu tiếng "For the moon, even if you cannot touch it, then you will land among the stars." Có nghĩa là chúng ta hãy vươn tới mặt trăng. Tại vì nếu mà ngay cả khi chúng ta không đạt được cái mục đích đó thì chúng ta cũng sẽ đáp lại giữa những vì sao, chứ chẳng bao giờ mà nằm ở trong đống bùn đất được hết. Cho nên đừng có quan tâm tới cái chuyện mà ai giỏi hơn mình, mà hãy quan tâm tới chính bản thân mình, vậy là được rồi ha. Anh hy vọng là câu trả lời đó sẽ giúp cho em hiểu được. Lương Hoàng Minh: muốn chửi anh ghê mà em nghĩ là anh lơ mấy cái comment donate 1.000, 10.000 chửi bới gì đó đi. Free money is free. Nó chửi còn phải ra tiền, còn bị lơ anh lợi cho ai lợi. Cảm ơn em. À này, bạn gửi 300.000 đập vô mặt tôi đau đớn quá. Cảm ơn em. Trời, cú đấm này anh chịu không nổi luôn. Phạm Xuân Bình: cảm ơn anh và nhiều việc anh đã làm cho giới trẻ. Cảm ơn em. Anh nói thiệt đó nha. Rồi bây giờ Trần Trang Hoàng Anh chuyển 500.000. Coi clip anh đã lâu giờ mới donate, ngại quá. Chúc anh được nhiều sức khỏe nhé. Trời, nói thiệt với mấy đứa nha, anh nói thiệt, anh cảm ơn, thực ra là anh cảm ơn rất là nhiều người, những người mà người ta hiểu. Tại vì cái người mà hiểu anh á, anh biết chắc là không có ai hiểu anh mà donate cái kiểu mà 1.000 nè, bố thí cho mày nè, thằng ăn xin gì hết. Tại vì người ta hiểu được cái kiến thức mà anh đang đem lại á, là kiến thức cực kỳ chất lượng. Cái kiến thức của anh á, trong trung tâm dạy còn không nổi được cái trình độ của anh. Nhiều bạn nghe tới đây sẽ nói là ông này ông tự kiêu, ông tự mãn quá. Không, anh là tự tin. Cái đó nó đến từ cái gọi là biết mình biết ta. Anh biết là có những thứ anh thua người khác, chẳng hạn như anh đánh đờn không có giỏi bằng người khác, anh sẽ hát hay không bằng Sơn Tùng chẳng hạn. Nhưng về mặt truyền thụ tri thức và về mặt làm cho tri thức trở nên dễ hiểu và hấp dẫn thì ở Việt Nam này anh là hạng nhất. Anh dám chắc như vậy. Và cái chuyện mà mọi người đang donate cho anh, nó không phải chỉ đơn giản là gửi tiền, trân trọng anh, mà cái chuyện đó là mọi người còn đang góp phần đầu tư vào tương lai. Bởi vì những cái clip như vậy nó sẽ còn nằm mãi ở trên internet 20-30 năm sau. Không phải chỉ có mấy em coi mấy cái này, mà cái tiền của mấy em nó nằm lại ở đây để cho đời sau nó còn coi nữa. Những cái đó nó là một phần đầu tư tương lai. Và anh cảm ơn các em rất là nhiều vì chuyện đó. Tại vì những người như vậy là những người hiểu cái chuyện là không phải chỉ donate là anh có lợi. Và thực sự là dĩ nhiên donate cho anh thì anh có lợi rồi. Nhưng chính vì cái động lực mà thấy tiền mà của những người trân trọng mình, nó dẫn tới chuyện là anh sẽ tiếp tục làm những thứ này free. Mấy em cũng biết có những cái dự án mà mở trường ở trên rẻo cao, rồi kêu bằng mời thầy cô gì đó dạy. Thực sự cái đó nó rất là hay. Và cái như mấy em đang góp tiền donate, nó cũng giống như là mở trường ở trên online. Anh dạy free, nhưng người trả tiền anh là những người đang donate, những người đang trân trọng và truyền cho anh cái lửa bằng cái xăng nó để giúp cho anh đốt nguyên cả... Ồ, không phải lộn, để giúp cho anh mà tiếp tục đốt lên ngọn lửa, xây cái trường nó cháy mãi trên cả không gian mạng này. Tại vì mạng bây giờ nó có thể đi tới khắp nơi luôn. Không nhất thiết là phải tới tận nơi mới có thể đem tri thức tới được. Cho nên cảm ơn các em rất nhiều. Nói thiệt, không có những người như mấy em là anh buồn dễ sợ luôn. Thành ra mấy cái thằng mà mất dạy á, anh kỳ trà đó, ok. Nguyễn Hồng Sĩ: hai anh Leo, xem anh đã lâu nay mới donate. Em thích học đàn piano nhưng không có tình mua đàn. Theo anh có nên mua đàn organ trả góp không? Em cảm ơn anh. Thì thực ra em nên cố gắng mua một cái đàn piano điện. Đừng mua đàn organ, tại vì cái phím đàn mà đàn piano á, nó nặng. Khi mà mình bấm nhẹ bấm nặng, giống như giờ anh sẽ đánh thử nè. Em nghe tiếng không? Đó là cái nhẹ, còn giờ nè. Nó nhẹ nó nặng khác. Còn đàn organ á, nó có một cái kiểu nhẹ. Khi em đánh mà quen với organ mà em chuyển qua piano, em sẽ mất thời gian để em quen lại với cái đó. Cái cảm cái đàn á, nó sẽ giống như đây là một cái khúc mà anh đánh như vậy nè. Mạnh nhẹ nó là do cái đờn và nó do cái bàn tay của mình quen với cái đó nữa, cho nên cố gắng tốt nhất là nên đờn một cây đờn piano điện thôi cũng được rồi. Tại vì điện nó có thể chỉnh lớn chỉnh nhỏ, còn piano cơ nó mắc lắm và nó tiếng nó ồn lắm, khó chỉnh lớn chỉnh nhỏ lắm, cho nên đừng có mua đàn organ thôi nha em.
Lê Đình Giang donate anh Leo dưỡng da, mặt anh dạo này hơi rỗ. Má trời đất ơi là trời, ở ngay trên cái tin nhắn của mình mà chơi vậy đó. Chịu nổi không á, chắc nghỉ, không có nói, không có livestream, livestick gì nữa quá trời đất ơi là trời, mặt vậy mà kêu rỗ. Mặt vậy, ờ đúng rồi, rỗ thiệt. Nhưng mà kệ không sao, mặt rỗ rỗ, nhưng mà sao, trời thôi kệ. Thiệt ra là mặt anh là đỡ rồi đó, chứ còn hồi xưa là anh bị mụn quá trời mụn luôn. Sau đó mới phát hiện anh bị mụn là do lấy cái khăn lau đít của anh lau mặt của anh. Cho nên cuối cùng nó rổ cũng phải rồi. Trời đất ơi là trời, giờ đây là vậy đó. Huỳnh Công Tâm có một câu hỏi khá hay. Em gửi anh. Anh nghĩ sao về câu nghệ sĩ càng phải lộn xào mới được nổi tiếng? Thật ra cái câu của em nó vừa đúng mà nó vừa sai. Tại vì tùy vào cái định hướng của cái người nổi tiếng đó nữa. Nếu anh thí dụ như là anh đi, anh là nổi tiếng bởi vì anh nói thật, anh nói thiệt, và bởi vì anh nói thiệt cho nên anh nổi tiếng với cái chuyện là thằng này là thằng phản động được nước ngoài cho tiền. Trong khi nãy giờ mấy đứa thấy không, người donate toàn là ở Việt Nam không à, nước ngoài làm gì có Momo. Trời đất ơi, nhỏ lớn chưa thấy mặt được ông Việt Tân là ông nào nữa, chỉ có cái hãng xe Việt Tân với lại cái bà Tân ở trên công tên blog thôi, chứ chưa bao giờ thấy được mặt thằng Việt Tân nào hết trơn hết đó. Vậy mà nó kêu vậy đó, trời đất ơi. Còn cái chuyện mà nghệ sĩ, thực ra ở một mức độ nhất định á, những người nghệ sĩ nhiều khi người ta phải nói láo. Tại vì bây giờ nè, thử tưởng tượng mấy đứa tới mà cái trang của nghệ sĩ xong hỏi à, anh ơi anh nghĩ gì về chuyện đất nước của mình, nghĩ về cách chống dịch của chính phủ của mình. Đố nghệ sĩ nào dám mở miệng nói một câu nào mà người ta nghĩ thiệt. Hai mình liền, trời đất ơi. Mặc dù á, mình có hỏi mà những nghệ sĩ mà nổi tiếng là những nghệ sĩ mà tôi là tôi nói thật con người tôi trước giờ thẳng thật lắm, thật á, từ trước tới giờ ai mà yếu kém hơn tôi chửi xa xả, còn mà gặp người nào mà lớn hơn tôi, giỏi hơn tôi tự nhiên tôi im, tôi không có nói gì hết. nó thẳng thật con khỉ mà, nó thật toàn là chửi người ta không mà, chửi cái người yếu hơn người ta không mà, còn gặp mà người mà kêu bằng mà gọi là gì, chỉ cần ok anh nghĩ gì chủ tịch tỉnh, im liền. Còn hỏi anh cũng đâu biết đâu, anh ở thành phố anh đâu biết chủ tịch tỉnh là sao đâu. Ok, cho nên cái chuyện mà thẳng hay thật á nó còn phụ thuộc vào người nghệ sĩ và cái thời điểm mà mình hỏi nữa. Nguyễn Văn Anh Quốc, tên nghe hay quá, có Nguyễn Văn nước Pháp không, gửi anh ly cà phê, cảm ơn em. Thái Triết Phổ, ok, chúc anh giữ sức khỏe qua mùa dịch, hy vọng sớm đi ăn cơm gà Thượng Hải, cảm ơn em. Ok, Trần Hoàng Quân gửi anh, chúc anh có nhiều sức khỏe. Nhiều người chúc anh sức khỏe quá, không lẽ anh yếu lắm? Nãy giờ nói chuyện có vẻ mệt mỏi lắm hay sao mà mấy cậu cứ chúc anh sức khỏe. Tôi năm nay đã 40 tuổi rồi mà cũng vẫn khỏe. Chưa có để đọc tiếp coi. Chúc anh có nhiều sức khỏe. Anh nghĩ thế nào về người có khả năng tự học ngoại ngữ mà khi đọc sách bản xứ thì họ đọc lướt và hiểu? Thì cái chuyện đó là bình thường thôi. Anh thấy câu hỏi này cũng giống như anh nè, anh cũng có khả năng học ngoại ngữ. Anh đọc lướt sách bản xứ thì đọc lướt và hiểu. Anh đọc lẹ lắm. Cái tốc độ đọc của anh chẳng hạn như trên màn hình này nha, anh đọc cái David Nguyễn má rồi dự chiều cho nói cái là nguyên đống này là anh đọc được hết trơn. Thì cái chuyện này á, nó tùy thuộc vào cái khả năng gọi là xử lý thông tin và cái khả năng đọc tiếp nhận thông tin. Cái khả năng đọc hiểu á, là một cái khả năng mà ở Việt Nam bị đánh giá rất là thấp. Đó là cái khả năng gọi là reading conversation, tức là reading comprehensive chứ. Tức là giống như khi mà cái vấn đề anh nói về cái chuyện mà donate, anh nói á, coi clip của anh nếu mà trân trọng anh thì có thể donate. Nhưng rất nhiều đứa nó lại hiểu là coi mà không donate á, là không được coi. Trong khi cái câu anh nói là nếu trân trọng anh thì để donate, có nghĩa là không donate thì không donate thôi. Chứ anh có bắt nó donate đâu, trời đất ơi. Mà nó xong nó vô nó làm mình làm mẩy. Nó thiệt, mọi người coi một đống ở dưới những cái clip mà anh vừa qua donate cho Dưa Leo bao nhiêu là ổn á. Nó vô nguyên một bầy, nó cứ vô, trời đất ơi. Anh phải biết trân trọng những người donate anh 5.000, 10.000 chứ anh phải biết trân trọng chứ anh. Cái thằng này là cái thằng xin ăn, trời đất ơi. Mình làm một cái clip kiến thức và trong đầu nó thì nó kêu mình xin ăn. Còn mấy đứa làm mà stream game á, thì nó vô nó nói trời anh khổ quá, anh mua căn nhà 7 tỷ rồi bây giờ anh khổ dễ sợ luôn, mọi người donate 50 triệu cho anh để anh bớt khổ đi. Trời đất ơi là trời, má chịu nổi luôn. Cho nên cái chuyện mà reading comprehensive nó rất là quan trọng, đọc và hiểu.
Cái đó tùy thuộc vào khả năng nhận thức của mỗi người. Nhận thức mình càng cao thì mình sẽ càng đọc hiểu chính xác hơn. Nhưng có một cái, nếu mà nhận thức cao quá thì nó dễ dẫn tới cái tôi của mình, dẫn tới là mình nhận thức, mình đọc sai, hiểu sai, nhưng mà mình quyết định là do tao xịn, tao giỏi, cho nên tao sẽ không bao giờ mà sửa sai hết. Vậy đó. Lê Thị Anh Thư: chúc anh Leo nhiều sức khỏe và nhiều thành công. Anh nhớ cho em lên TV nha. Ok, em lên TV rồi đó. Em mới 11 tuổi, tên Nam Khánh, xin tiền mẹ để donate cho những món ăn tinh thần của anh. Trời đất ơi, cảm ơn Nam Khánh nha cưng. Mới có 11 tuổi mà đã biết làm cái chuyện mà đó thiệt. Cảm ơn mấy đứa, thấy không? Thật ra cái livestream của anh á, anh biết á là bao nhiêu. Livestream của anh á, anh biết mấy em á có biết là cái đối tượng mà coi cái stream của anh thực sự là bao nhiêu tuổi không? Nó chiếm từ 18 tuổi cho đến 34 tuổi, trong đó 18 đến 24 là nhiều nhất, khoảng cỡ gần 50%. 30-mấy% á, là từ 24 đến 34. Còn cái phần còn lại á, là khoảng cỡ bao nhiêu phần trăm? 13 đến 17 tuổi chiếm cực ít. Cái nhóm đó là cái nhóm mà đang coi livestream của streamer á. Còn cái nhóm, nói thiệt, mấy đứa mà còn nhỏ mà coi anh á, khoảng cỡ 13-17 tuổi mà coi anh á, là tội nghiệp mấy đứa lắm. Tại vì anh biết cái tuổi của mấy đứa là tụi nó toàn là thích stream game không à. Tụi nó thích coi những cái thứ sàm sàm ba láp không à. Còn coi mấy cái của anh á, rất dễ bị dẫn tới vô trong lớp nói chuyện, mấy đứa bạn nó ghét. Má, suốt ngày đi coi thằng phản động, trời đất ơi là trời. Thằng đó đã tập tay còn phản động nữa. Coi mấy anh kia kệ, mấy anh chơi game kìa. Mấy ảnh thấy không? Thấy mấy ảnh đáng thương không? Mấy ảnh xây nhà mấy tỷ rồi, giờ mấy ảnh tội nghiệp mấy ảnh lắm. Mình donate tiếp cho mấy ảnh đi. Đó. Còn suốt ngày mày coi cái thằng tập tay đó. Có một đứa nó comment ở trên cái YouTube của anh là vậy. Con kêu bạn con coi clip của chú Leo thì bạn con nói thằng này nó bị tật, nó phản động á, đừng có coi nó. Trời đất ơi là trời. Nói thiệt, những cái đó nó làm cho mình cảm thấy nó hơi buồn. Hơi thôi chứ cũng không buồn lắm, nhưng mà tại vì anh biết lên đây mà anh thấy có mấy đứa mà kêu bằng mà mười mấy tuổi coi thì anh cảm thấy cũng rất là vui rồi. Kêu anh nhỏ đỡ nha mấy công, chứ chuyển qua kêu chú một hồi cái anh thấy già quá. Chú bỏ tay lên vú kêu bằng anh. Ôi lụm, trời đất ơi, câu này sao bậy bạ quá vậy? Chú sai rồi mấy con ơi. Nói chung là anh sẽ cố gắng để làm cho mấy đứa hiểu được những cái mà mấy đứa không học được ở trong trường. Không có ai dạy hết. Mà nếu những người khác dạy cho mấy đứa thì thường nó dạy theo kiểu là nó lấy tiền của mấy đứa xong rồi mấy đứa bị lừa xong thời gian sau mới hiểu á. Ok. Đào Quang Kiên: thích thì donate thôi anh. Những đứa chửi anh ăn xin 4.0 chắc nó cũng không biết 4.0 là gì đâu. Đúng, chính xác. Rồi Trinh NC: cắt tóc cho đẹp trai nha anh. Trời ơi em gửi lộn rồi, em đang gửi yêu cầu chuyển tiền. Tức là em kêu anh chuyển tiền cho em đó. Trời đất ơi là trời, chắc tôi chết quá. Ok, Bùi Thị Như Phụng: chào anh Leo, em năm nay 25 tuổi. Sau này nếu cha của những đứa con của em mà giống như anh thì quá tuyệt vời. Chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe. Trời đất ơi, đây có phải là một lời thả dê qua màn hình anh? Trời đất ơi là trời. Em không có được làm như vậy chưa? Em thả dê vào inbox cho anh đi. Chứ còn thả dê ngay chỗ mà bàn quan mà ai cũng thấy. Ôi lục, ôi cho bàn dân thiên hạ nó bàn quan ngã nằm khúc khác. Bàn dân thiên hạ nó kỳ lắm. Nói chung là anh cảm ơn tất cả mọi người. Thì nếu mà những cái câu hỏi, những câu trả lời này đọc vào cũng mắc cười nữa. Cái podcast này chắc tới lúc mà mọi người coi lại podcast chắc cũng mắc cười lắm. Vô coi xong podcast vậy nè: chà, vừa Leo nói về chuyện người nổi tiếng bất hạnh. Hồi nghe cái gì chú bỏ tay lên vú, rồi gì bàng quang, rồi thả dê. Trời đất ơi, ủa mình đang coi cái gì vậy nè? Xong cái ngày lúc đó má bước vô nữa chứ, đang bật cho má nghe. Má, coi cái podcast của anh này hay lắm, là nói về người nổi tiếng rồi bật lên thấy vú, thấy bàng quang. Con coi cái gì vậy con? Thằng này là cái thằng nào vậy con? Trời đất ơi là trời, chắc tôi chết quá trời ơi. Thôi, để lấy lại hình ảnh của mình, anh sẽ đánh cho mọi người nghe một bài nhạc. Bài này hy vọng đánh xong mọi người sẽ biết ngay bài đó là bài gì. Bài này nghe cái đi, mình phải lắng động chút xíu ha. Thank you.
chân mày người yêu nơi có hay. Bài này là bài trong phim bài này là bài Bogoshibda. Bài này tiếng Việt là Nấc Thang Lên Thiên Đường. Anh thì anh thích cái bài bài mà tiếng Hàn, tại vì nhạc tiếng Hàn thì nghe nó mà nên hát thì tiếng Hàn, tại vì nó nói chung là nhạc nước nào nên hát bằng thứ tiếng của nước đó thì nó giống như nó sẽ nguyên vẹn cảm xúc hơn. Mặc dù hát lên cái Bogoshibda Bogoshibda Iran nên cả chè một chi mang cương thì nghe mình không có hiểu được cái gì hết, nhưng mình có thể cảm được cái tình cảm nó ở một cái mức mà nghe nó khác với lại là rồi bóng bao tô trần man em đi, nó cũng hay nhưng mà nó sẽ không bằng với lại cái lời nhạc mà viết ra dành cho cái đó là Bogoshibda Bogoshibda Iran nên cả chè một chi mang cương go sip da nega che mun go go la 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 mi chi ne to sara mye mi yo yo gi ro ro gi no den tat go ye chi man. Ok, nói chung là vậy đó. Anh thì hồi xưa anh cũng nghĩ là anh có thể trở thành ca sĩ được, tại vì anh cũng hát, anh thấy anh hát cũng không có tệ lắm. Tại vì nhưng mà sau mắc cười lắm, có một lần anh lên trên, lúc đó là năm lớp 9, ở trong lớp anh hát thì anh thấy cũng hay. Xong cái bà cô kêu anh hát ở trước toàn trường, kêu hát Hear the World đi. Anh hát xong cái ở dưới không vỗ tay, mà vỗ tay theo cái kiểu mình nghe là mình biết người ta vỗ tay miễn cưỡng á, vỗ tay mà nhìn qua nhìn lại, trời đất ơi cái gì vậy nè, cái quần què gì vậy nè. Buổi tối đó anh đi ngang qua một cái thằng nó học chung trường với anh, cái nó thấy anh, cái đồng quá mày hát như cặc vậy đó, trời đất ơi là trời, như một cái dao đâm vào trái tim nhỏ máu, không biết nói gì luôn. Nhưng mà anh phải đồng ý với nó, tại vì lúc đó anh năm lớp 9, anh bị bể tiếng. Anh bể tiếng thì anh hát bình thường với hát micro nó khác nhau dữ lắm. Bây giờ thì anh hát ok rồi, kiểu như là If I had to live my life without you near me, the day would all be empty. Thì hoặc là hát những bài tiếng Pháp. Nhưng mà sau này anh cũng cảm thấy mừng là anh không có nổi tiếng vì cái vấn đề đó, không giữ tiếng vì ca sĩ, ca hát. Tại vì nếu mà anh nổi tiếng vì ca hát á, thì thực ra chuyện đó nó sẽ không xảy ra, bởi vì anh có cái tài tật. Hồi xưa anh đi thi Việt Nam Idol lần năm đầu tiên, anh vô anh hát xong cái anh Tuấn Khanh anh nói với anh là có lẽ là em nên ngừng lại ở đây. Thì sau này anh có gặp lại anh Tuấn Khanh thì anh cảm ơn anh Tuấn Khanh, tại vì anh thấy đúng, anh thấy là anh không có những tố chất để trở thành một ca sĩ. Tại vì hát không thôi nó chưa đủ, mình cần phải có nhiều thứ khác, đặc biệt là những thứ không có liên quan gì tới hát ở Việt Nam. Nói thiệt á, ở Việt Nam á, cái bất cứ ngành nghề nào nó cũng có những cái nguyên tắc ngầm. Mà cái ngầm của nó, nếu mà mình không bước vô trong đó, mình sẽ không biết được. Thực sự á, mấy em để ý đi, như là lúc trước á, có một cái, có Thanh Lam á. Thanh Lam là một ca sĩ. Ca sĩ đó hồi bữa mà cái chị đó, chị nổi tiếng nhờ lại là chị chụp cái hình chị được chích nhờ vaccine ông nội ông ngoại gì lên. Nhưng mà hồi đó anh nhớ chị có nói một cái câu là cái gì, Hồ Ngọc Hà mà làm giám khảo cái gì. Thì thực ra về mặt âm nhạc anh thấy chị nói đúng, tại vì về mặt âm nhạc thì Thanh Lam hát hay hơn. Thanh Lam ca sĩ là kêu bằng, có trường lớp, bài bản hơn. Hồ Ngọc Hà thì giọng hát rất là yếu, đối với anh là Hồ Ngọc Hà hát không ra hơi. Tức là cô đó cụ giỏi là cụ giỏi về marketing, cụ giỏi về vũ đạo, cụ giỏi về cái những cái mà những cái đó không phải là những cái anh đang tìm kiếm ở một ca sĩ. Ca sĩ là anh cần nghe cái giọng hát. Mấy em để ý những cái ca sĩ nước ngoài khi mà nó hát lên á, là mình biết nó hát hay. Mà cái giọng hát hay á, để ý đi, cái giọng hát á, mà một cái bài nhạc mà mình nghe, mình không cần phải nghe cái nhạc cụ gì hết, mà mình vẫn cảm thấy cái giọng hát nó hay, là một giọng hát hay.
ca sĩ thực sự. Giống như cái cô bé mà Connie Talbot ở trên Brighton, Britain's Got Talent hồi xưa. Cô mà hát cái bài mà Over the Rainbow, somewhere over the rainbow. Anh hát thì dở nhưng cô bé nó vừa mới mở hát lên là nghe là nổi da gà. Mình biết đây là một đứa sinh ra để làm ca sĩ. Không phải là mình. Mình khác. Anh là anh giỏi cái đầu suy nghĩ. Anh giỏi tổ hợp. Anh giỏi tìm ra cái những cái sự mà kêu bằng giống như nhìn một được một bức tranh tổng thể để anh có thể giúp cho mọi người hiểu được. Chẳng hạn như là những cái mà như anh nói về cái tâm lý đám đông, những cái nói về defense mechanism, những cái đó là những cái mà mấy đứa không hề biết nó có tồn tại trên đời này cho tới khi anh nói. Và thực sự mình á, tại sao chúng ta cần phải biết những cái đó? Chúng ta không biết những cái đó thì cũng đâu có liên quan gì. Cuộc sống mình không biết gì defense mechanism, mình không biết denial, rejection gì cũng được. Mình đâu có cần biết, mình vẫn sống mà. Ba má mình cũng biết mà vẫn sống mà. Đúng, đúng là như vậy. Nhưng chính cái kiểu sống mà không hiểu gì về cái chúng ta đang sống, nó dẫn tới chuyện làm cho chúng ta thực ra không khác gì một con vẹt hoặc là một cỗ máy hết. Cứ sáng đi làm về, cái tối đi nhậu, sáng đi làm về, tối đi nhậu, cái chiều bắt đầu cuối tuần cái đi lanh quanh nhậu nhậu gì đó. Thì những người như vậy sẽ không có thể nào phát triển lên một tầm cao mới. Và khi có chuyện gì xảy ra, họ chỉ đơn giản đổ lỗi cho số phận. Và họ nói rằng sống chết có số, trời kêu ai nấy dạ. Chuyện đó là một chuyện vô cùng bá láp ba xàm nhất. Nếu nói rằng sống chết có số thì có ai dám chạy vào những cái chỗ mà đang tập trung cách ly để sống ở trong đó để coi coi cái số của mình tới đâu không? Không, không có ai làm chuyện đó hết. Chẳng qua là người ta làm biến học và hiểu về bản thân của mình. Và khi anh nói người nổi tiếng bất hạnh thì cái chuyện anh nói nó cũng nằm ở chỗ đó. Người bình thường đã không có nhu cầu tìm hiểu về cái cuộc sống, về những thứ họ đang suy nghĩ. Tại sao mình lại nghĩ cái này? Tại sao mình lại phản ứng như vậy với vậy? Thì những người nổi tiếng, cái đó nó còn tệ hơn nữa. Và nói thiệt với mấy đứa, đời sống giải trí của người nổi tiếng rất là nghèo nàn. Mấy đứa biết không? Mình là người bình thường á, mình còn có coi phim nè, mình có cái nhạc nè. Xong rồi á, mình thậm chí nhiều chuyện như là mình đi qua, mình gặp một người bạn, mình nấu một bữa cơm ăn. Đối với mình đó là những thứ giải trí. Mình có rất là nhiều option để giải trí. Và mình giải trí vào đúng cái giờ để giải trí. Tức là mình đi làm về, xong bắt đầu mình đi coi nhạc, đi coi phim gì đó, xong bắt đầu mình tối mình về nhà mình ngủ. Người nổi tiếng là những người đi làm trong lúc chúng ta đang đi chơi. Tại vì phim đó, ca nhạc đó, ai là người làm ra sản phẩm? Đó chính là những người nổi tiếng, những ca sĩ, những diễn viên. Sau khi chúng ta đi về đi ngủ á, họ bắt đầu giải trí cái gì? Vào thời điểm đó là khoảng cứ 11, 12 giờ rồi. Họ chỉ còn có một là đi ra những cái quán nhậu ngồi thâu đêm suốt sáng. Nhậu thì nói nhậu chứ thực sự là ngồi ăn xong rồi bấm điện thoại, nói những câu dớ dẫn rồi đánh bài. Hoặc là họ đi bar. Đi bar vô trong đó thì nếu mà đi bar ngày nào cũng đi mà kêu là giải stress thì có xét con mẹ gì đâu mà giải. Thậm chí là nhiều khi stress họ không biết là họ stress gì cái gì nữa. Họ stress là bởi vì họ không biết là họ đang stress luôn á. Thì bắt đầu họ chơi những cái thứ thuốc kích thích. Xong rồi họ thức tới 4-5 giờ sáng. Cái bắt đầu họ ngủ tới chiều hôm sau. Cái họ lặp lại như vậy. Một cái cuộc đời như vậy á, nó dẫn tới là họ bị rất là nhiều bệnh. Và họ không có, tức là vào thời điểm mà đang mà gọi là prime time, tức là thời điểm phong độ đỉnh cao mà cứ tới thời, họ làm quá trời tiền, họ làm liên tục luôn, nhưng họ không có thời gian mà để họ enjoy cái đó. Và họ không biết enjoy vô cái gì, cho nên phần lớn những người nổi tiếng rất bị dính vô hai cái thứ. Một là bài bạc, hai là chất kích thích. Đây là một vấn đề mà chuyện này thật ra không phải là ở Việt Nam, mà là nước ngoài, nước nào cũng vậy hết. Cái này á, thực ra nếu nó cũng do cái vấn đề là không có thời gian là một. Cái thứ hai nữa là không có ai chỉ cho họ, họ không có nghe ai cả, và họ không có tri thức cũng như là muốn tìm tri thức để hiểu về chuyện đó. Chẳng hạn như cái clip ngày hôm nay của anh dám cá là không có một ca sĩ diễn viên nào share cái này hết. Dám chắc 100% luôn. À không, chắc 99% cũng có thể có ca sĩ diễn viên chưa nổi có xe. Còn lại bảo đảm không một ai xe hết. Bởi vì
Nghe nói tới dưa leo, ca sĩ diễn viên Việt Nam sợ muốn chết luôn. Trời đất ơi, thấy không, mấy cái phim mà về mà anh khen, hay là những cái mà như mà Thủy Tiên, Công Vinh hay là gì, anh làm clip, anh nói cho người ta, anh giải thích cho dân chúng hiểu là họ như thế nào, thế này nọ, họ không bao giờ xe, họ sợ lắm. Họ sợ họ xe cái xong là bắt đầu tao nói, à hóa ra là mày chơi với dưa leo phải không. Sự thật là cái thứ họ rất sợ. Họ chỉ mong là họ kiếm được tiền, họ không có trúng một cái gì hết trơn hết á. Thành ra anh nói thiệt, clip này sẽ không tới tay họ, bảo đảm 99% luôn. Nếu có ai coi được thì đó là may mắn cho người đó, nhưng họ sẽ không nghĩ vậy đâu. Tại vì như anh đã nói, cái tôi của những người nổi tiếng rất cao, và thực sự chính cái tôi của họ là cái làm cho họ nổi tiếng. Bởi vì em mà muốn vô trong showbiz, muốn nổi tiếng, em phải có cái tôi cao. Em phải nghĩ em giỏi nhất, em phải nghĩ là em hát hay nhất, em diễn hay nhất thì em mới có thể ở trong showbiz được. Tại vì nếu mà em vô showbiz mà em nghĩ không, mình hát chắc cũng không được bằng ai đâu, mình diễn chắc cũng dở dở, thì làm sao mà em đi lên được, làm sao mà em có thể có show được, khi mà em cứ nghĩ trong đầu là mình diễn không bằng này đâu, mình hát dở hơn này, không được. Mình phải có cái tôi cao, và chính cái tôi cao là cái cản trở họ với kiến thức. Tại vì tao là người nổi tiếng, tại sao tao phải nghe một cái thằng rớt Việt Nam Got Talent, một cái thằng phản động đó, nó là vấn đề đó. Nhưng nói thiệt, anh đã nói rồi, kiến thức, về kiến thức thì anh dám chắc là anh, kiến thức của anh rất là substantial, rất là kinh khủng. Nhưng mà thôi, nói hồi nữa mọi người nói ông làm từ kêu quá, ông nói ông kiến thức nhiều lắm, là ai không biết kiến thức, nói tiếp đi, đừng có nói gì nữa. Ok, thì mấy đứa để ý những cái ca sĩ diễn viên hay nói là bị họ bị chơi bùa, chơi ngải, rồi bị này nọ lọ chai, thực ra đến là do cái cách sống thiếu khoa học của họ. Họ ăn thì ăn nhậu nhiều, đánh bài, chơi thuốc kích thích, ít có những cái option để giải trí như là người bình thường chúng ta. Họ không có thời gian để phát triển bản thân của họ. Cho nên khi mà vinh quang, cái fame nó đã qua rồi, thì rất dễ dẫn cho họ tới cái chuyện là bị identity crisis. Tức là khi mà không còn ai nhớ tới mình thì rất dễ dẫn tới cái chuyện là họ cảm thấy bị tổn thương. Bởi vì một ngày nào đó mình đã từng nổi tiếng, tại sao bây giờ ra đường tụi nó không thèm chào mình, nó đau lắm. Và họ sẽ có hai trường hợp: một là sẽ bị stress, bị depressed, bị trầm uất; hai là dẫn tới làm những trò bá láp bá xàm để gọi là được stay relevant, tức là được tụi nó còn nói về mình. Thì trường hợp này mấy đứa nhìn lên những cái ca sĩ diễn viên mà có tuổi rồi, giờ mà lên trên chơi TikTok á, cái kênh TikTok là dành cho con nít, mà là con nít mà kiểu mà từ khoảng 5-6 tuổi cho đến 10-10 mấy tuổi là con nít không à. Ở trên đó mà những ông mà đầu hai thứ tóc rồi, những bà mà già rồi lên đó làm trò cho con nít coi, nó nhìn nó sát lắm, nhìn nó buồn lắm, thật sự. Nhưng nhìn từ phía của chúng ta thì sẽ thấy như vậy thôi, nhưng nhìn từ phía họ thì họ sẽ thấy mày đéo biết gì hết, mày không có hiểu được gì hết, fan của tao ở trên này lọ chai, đúng. Nhưng tôi hiểu chuyện anh đang làm, và tôi biết là thời của anh đã qua. Người bình thường của chúng ta không cần phải attention seeking, chúng ta không cần phải kêu người khác, không cần phải kêu là ai đó đến nhìn tôi đi, ai đó hãy hâm mộ tôi để tôi cảm thấy tôi có giá trị đi. Không, một phần là nhờ cái tôi không cao của mình, cho nên mình sống rất khỏe. Tại vì mình cũng không có nhu cầu là ai chụp hình với mình, hay là ký tên hay là gì hết, cho nên mình biết mình là ai. Những người như vậy mình cuộc sống mình thoải mái, mình hạnh phúc hơn rất là nhiều những người đó. Tại vì khi mà ngoài đường không ai biết mình thì cũng chẳng sao, mình về nhà mình thấy con mình thấy vui. Còn những người đó ra ngoài đường không ai chào, về nhà thấy mặt đứa con, mày làm gì mày xin tiền hoài vậy, má biết ba mày hôm nay đi không có tiền không mày. Đó, nó gọi là nó bị tổn thương tới cái ego, cái tôi của họ rất là nhiều. Mà những người như vậy lại có cái ego rất là mỏng manh, ego cao nhưng lại rất dễ tổn thương. Chuyện này họ cũng không biết là họ có bị cái đó đâu, anh dám cá luôn.
nhưng họ sẽ không coi clip này, cho nên họ cũng sẽ không có đâu. Mấy đứa coi những cái này, mấy đứa sẽ thấy những cái anh nói trong clip của anh á, nó áp dụng với rất nhiều ca sĩ diễn viên hiện tại. Chúng ta sẽ thấy tại vì sao họ làm những trò bá láp, tại vì sao họ làm những trò không có đúng tuổi của họ. Họ làm những cái trò mà bá láp bá xàm, những người mà giống như có hồi đó có ông ca sĩ gì suốt ngày làm đồ mà tùm lum tà la, bá sáp bá xàm rồi lên cái đồng ta cười. Nhưng mà những người đó người ta không cho rằng đó là bị cười, mà người ta đó là ok, mình đã nổi tiếng lại rồi. Đó là níu kéo chút hơi tàn á. Cái đó nó rất là buồn. Tại vì không có gì buồn hơn một ông già đi làm trò cho mấy đứa con nít, mà những đứa đó nó không phải là cháu của mình. Một người ông có thể cho cháu mình cười, đó chính là nguồn hạnh phúc của ông. Nhưng nếu cái ông đó mà phải đi để mà hy vọng là những đứa con nít lạ lẫm ở trên mạng cười để chứng tỏ là mình vẫn còn người ta biết tới, nó là một cái gọi là một cái cảm giác vô cùng mà buồn bã. Bởi vì thực sự những cái thứ đó nó không có đáng. Rất nhiều thứ. Đó là lý do một phần vì sao lý do anh không có xuất hiện ở trên TikTok. Tại vì anh biết cái đối tượng khán giả của anh không nằm ở trên đó. Ở trên đó thì thấy rất là nhiều những thằng dạy đạo lý, mặc áo vest xong rồi bắt đầu ngồi. Ba điều trong tình yêu, bốn điều trong tài chính. Là một người thành công chúng ta cần phải không có lông đít. Đại loại như vậy đó. Mấy cái đứa đó là mấy đứa kêu bạn chỉ có lừa được con nít thôi. Lên YouTube người ta chửi cho thúi mũi. Mình cần phải biết khán giả của mình là ai. Khán giả của anh là khán giả có đầu óc. Và anh tiếp tục nuôi dưỡng khán giả có đầu óc của anh. Bởi vì anh đi theo con đường tri thức, chứ anh không có đi theo con đường nổi tiếng. Tại muốn nổi cũng nổi không nổi. Thấy không? Thấy cái livestream của anh không? Nói có 3,000+ người coi à. Những cái livestream mà bá lắp bá xàm của mấy bạn nổi tiếng á, vô đầu má mấy chục ngàn, cả 100,000 người coi luôn. Nhưng mà anh thực ra anh cũng chẳng có buồn gì đó. Người ta nói gọi là gì? Chất. Có chất nó quan trọng hơn là cái lượng. Thật sự thì nhiều khi bên đó nó vừa có chất, nó vừa có lượng luôn. Nó vô nó donate xây nhà, xây cửa luôn á. Nhưng mà không sao, có nhiều xài nhiều. Tại vì giờ anh là vậy, anh cũng không cần phải làm những trò bá láp bá xàm nữa. Tại vì đầu anh dù sao cũng hai thứ tóc rồi. Coi lại đi, thấy không? Tóc vàng với tóc đen nè. Tại cái này là tóc anh đi nhuộm nè. Còn cái này là tóc thiệt của anh nè. Rồi còn có thêm tóc bạc nữa. Cho nên anh không có làm mấy cái trò bá láp bá xàm được. Kệ. Ai nói thằng này hết thời rồi thì kệ, thì anh có nói gì đâu, đồng ý mà. Thời có thời, nhưng mà anh đi đường dài. Anh muốn truyền thụ kiến thức, hy vọng cho mọi người, hy vọng cho mấy đứa sẽ có thể truyền thụ được những thứ anh truyền thụ ngày hôm nay cho con của mấy đứa, cho cháu của mấy đứa. Để nó biết là ở trong một cái xứ hỗn loạn như vậy cũng vẫn có một ông thầy ở trên mạng, mặc dù không kêu ông là ông thầy. Nhưng mà có mấy đứa bá láp bá xàm nó kêu nó là thầy, cái ai cũng kêu nó là thầy hết. Kêu thằng dưa leo mà không ai kêu ông thầy dưa leo á. Thế cũng hơi buồn, nhưng mà thôi kệ, buồn thì buồn. Buồn cả chuồng cũng hết buồn mà thôi. Nói về cái chuyện người nổi tiếng á, mấy đứa biết không? Người nổi tiếng á, nó có một cái khổ nữa là vậy. Cái khổ này á, là anh biết, đó là cái privacy. Tức là cái sự riêng tư. Sự riêng tư á, khi mà là người nổi tiếng không còn sự riêng tư nữa. Đi đâu người ta cũng chỉ trỏ. Nhưng chỉ trỏ nó có hai loại chỉ trỏ. Có người người ta chỉ người ta vậy nè. Còn có người thì nó vậy nè. Cái kiểu đó rất là nhiều. Anh gặp nhiều người anh mắc cười lắm. Thấy anh cái... xong cái bạn kêu, ê dưa leo kìa mày, tao đéo biết nó, tao không có coi clip đó. À, có chuyện gì nó không có đúng lắm ở đây. Mày không biết tao vậy, tại sao mày biết tao có làm clip? Nói thiệt á, anh hồi xưa, anh cũng phải nói là sao? Có nhiều ca sĩ, như là hồi xưa có ca sĩ... hồi xưa có Lâm Trường, ca sĩ Lâm Trường. Anh thấy ca sĩ Lâm Trường hát cũng không có hay lắm. Cái Lâm Trường vô, cái bắt đầu tới chương trình có Lâm Trường, cái anh đi về. Sau này anh nghĩ lại đúng là hồi đó mình là đứa nít.
ta không hay thì thôi kệ người ta. Mình không thấy hay thì thôi chứ làm gì mà phải tỏ thái độ vậy. Mình lỡ quần què gì đâu mà đặt mình tỏ thái độ. Sau này anh thấy đúng là mình nhảm dễ sợ. Nhưng mà cái đó chắc là do nít nó là vậy thôi. Ai cũng vậy mà, có một thời đều là trẻ trâu hết. Thì thực sự cái privacy của người nổi tiếng nó khổ lắm. Đó là lý do vì sao người nổi tiếng hay ở những cái chỗ biệt lập, người ta phải tốn nhiều tiền hơn để mua cái sự riêng tư. Và có nhiều người nổi tiếng người ta hay nói vậy nè: tôi ước tôi không có nổi tiếng. Thực ra là người ta nói đúng. Người ta, tại vì người ta cảm thấy cái sự mệt mỏi của cái chuyện đi đâu cũng có người dòm ngó, làm cái gì cũng không được tự do. Hồi mình còn mà không nổi tiếng mà ra đường mình ngồi ăn cho cháu quyết cũng không ai biết hết á. Giờ mình vừa mới đang ngồi ăn ở trong nhà hàng mà lỡ hỉ mũi cái nó chụp hình nó đưa lên báo. Vô leo ăn cơm trong nhà hàng mà dám móc mũi. Trời đất ơi là trời, tao móc mũi chứ có phải tao móc cua đâu, mày làm gì thế ghê như vậy. Đó. Mà chưa hết. Mệt nhất là gì biết không? Chuyện tình cảm. Chuyện tình cảm á, con người á, mình khi là người bình thường á, mình có phép sai sót, mình có thể thoải mái thả dê. Không sao. Lỡ có vấn đề gì thì cũng không ai nói gì mình hết. Anh nè, bây giờ anh mà nói chuyện với một ai trên mạng mà khác giới á, anh phải thăm dò, anh phải coi. Thí dụ thực sự là cô đó, mình thích cô đó, mình cũng phải nói chuyện sao để không nó chụp hình phát cái nó gửi lên. Má gì leo về ta mày ơi, dưa leo mới dưa leo gạch tình nổi điểm. Trời đất ơi là trời, trời đất ơi, nhiều khi mình chỉ nói nè, em có thích coi dưa leo của anh không, là tại vì anh có một trái dưa leo thiệt là đẹp, anh muốn lấy ra cho em coi. Mà nó đẹp nó nói như vậy cái xong mà chết mẹ luôn. Trời đất ơi là trời, chịu nổi không. Nhớ hồi xưa có xưa có xưa thôi chuyện này nó hơi nó hơi xưa. Anh đi massage, vô trong massage bắt đầu đang đứng thay đồ rồi đó. Cái có con kia nó hơ, anh dưa leo, anh cũng đi massage nữa hả? Trời đất ơi, tao có dưa leo, tao cũng đi được đi massage chứ mày. Trời chứ giờ sao, nhưng mà thôi, anh hay lắm. Anh là kêu bằng tỉnh lắm. Đúng rồi, anh cũng đi massage em ơi. Cái xong cái nó nói, cho em chụp hình với anh được không? Trời đất ơi, vô massage anh chụp hình nữa, lại không, tôi ở buổi này luôn trời. Nhưng không sao, anh là một con người có là dám nhận. Anh không có dám, anh không có kêu bằng mà giả bộ giấu giấu. Ok, chụp sao, cái nó nói có sao manh, cái nó bắt ông suy nghĩ, cái nó nói có sao manh, sao có làm sao đâu, em cứ chụp em cũng để đi, có làm sao đâu. Chụp thì người ta cũng biết em cũng đi massage thôi chứ cái gì đâu. Chết tích chùm. Nhưng mà nó vậy là vậy đó. Privacy nó là một cái thứ mà khi mình là người nổi tiếng mình phải đánh đổi rất là nhiều. Lúc đó con của mình cũng mệt. Người thích mình, thích con mình không nói, nó ghét mình, nó ghét luôn con của mình sao? Nó ghét cha mẹ của mình. Rồi nó, lỡ nó ghét mà tới mức mà nó thù hằn, cái nó làm hại luôn người thân của mình sao? Đó là lý do gì sao anh ít khi mà anh chụp hình người gia đình của anh lên. Mặc dù ba mẹ của anh là anh thương ba mẹ, anh thương em của anh. Nhưng mà em của anh nó nổi tiếng rồi, thành ra tụi kệ mẹ nó đi. Nó cũng tự lo được, còn ba mẹ anh khỏi đưa lên. Công lắm, ok. Cho nên privacy nó cũng là một thứ rất là quan trọng mà người nổi tiếng không có được như chúng ta đâu. Chúng ta đi đâu làm gì cũng được, thoải mái, chẳng ai quan tâm hết trơn á. Khi mình lỡ nổi tiếng một phát là nên á, đừng sau này á, con cái của mình á mà nó nổi tiếng thì đừng có ép nó nổi tiếng. Giờ nên nói cho nó hiểu, đặc biệt là khi nó còn nhỏ. Nổi tiếng không có quan trọng bằng cái sự phát triển mà một con người bình thường đâu. Khi mà tuổi còn nhỏ mình có cơ hội để mình sống như là một đứa trẻ. Lớn mình cần phải tiếp thu tri thức để mà mình trưởng thành. Rất khó để mà mình trưởng thành khi mình nổi tiếng từ hồi còn nhỏ, hoặc là cái giai đoạn mà mình cần phải tiếp thu tri thức. Cho nên đừng có ganh tị những người đó. Họ kiếm được tiền nhưng mà không phải tự nhiên họ lại nói thà tôi không nổi tiếng còn hơn. Giống như mấy cái cậu mà ca sĩ mà cậu làm ta có bầu rồi gì gì đó. Đó là cái chuyện mà
Thực ra nếu nó là một người bình thường á, thì có rất là nhiều chuyện như vậy. Nhưng nó là người nổi tiếng. Và những đứa như vậy nó không có đủ cái sự trưởng thành, cái tri thức để nó giải quyết cái vấn đề như là một người đàn ông thực thụ. Nhưng nó, khi nó ở trong cái bong bóng của thế giới của nó, tức là fan và những người ủng hộ nó, thì nó sẽ không nhìn ra được cái lỗi của nó. Tại vì khi mà chung quanh mình có rất là nhiều, không, anh làm đúng, anh là chắc chắn làm đúng luôn, trời ơi, tụi nó chẳng qua tụi nó ganh ghét anh, tụi nó mới nói như vậy thôi, chứ tụi em luôn bên anh. Đây là gì? Thì khi mà mình sai mà mình không biết mình sai, mà có rất nhiều người lại dung túng cho cái sai đó, thì mình sẽ dần coi sai là đúng. Và một ngày nọ khi mình không còn nổi tiếng nữa, cái thế giới quan của mình nó đã tầm bậy, và rất khó để thay đổi điều đó. Dĩ nhiên anh không nói tới những người donate cho anh, tại những người donate cho anh là những người đúng. Chẳng hạn như là những người vô nãy giờ, là trong lúc mà anh vẫn có người donate cho anh, chẳng hạn như Dương Minh Khôi. Em chào anh hát lại cho em bài Đôi Giày Bị Mất Huyền Thoại nhé. Do Patreon member chúc anh nhiều sức khỏe. Ok, bài Đôi Giày Bị Mất này anh có thể hát được. Anh nghĩ đó là có thể kết thúc cái kiếp ngày hôm nay bằng cái Đôi Giày Bị Mất được. Nhưng mà trước đó anh có thể đọc những cái comment của những người đã gửi tin nhắn. Anh cảm ơn trước đã, sau đó chúng ta sẽ hát bài Đôi Giày Bị Mất. Phan Huy Vinh mời anh leo trà sữa. Cảm ơn em, tuyệt vời. Anh uống 200.000 trà sữa là anh lòi bản họng luôn, nhưng mà anh thích như vậy đó. Nguyễn Nguyên Hường, cửa anh ly cà phê tô phở sáng. Cảm ơn em. Em luôn ủng hộ anh, mong anh sẽ làm những clip bổ ích nữa để em được mở an đó. Đừng yên tâm, anh biết có mấy em mà anh sẽ làm điều đó. Từ Lương Hoàng Minh, không biết hỏi gì nhưng em không biết anh nghĩ gì về thiền sư Osho. Anh biết thì trả lời, không thì coi như tôi cháu hẹn anh làm clip em hẹn ngày đến dịch hai anh em ít luôn. Trời đất ơi là trời. Anh cũng không biết Osho là ai, thiền sư Osho là ai hết. Nhưng mà cảm ơn em vậy ha. Từ Quy Đạt, không có câu hỏi, cảm ơn anh. Tuyệt vời. Bùi Tuấn Kiệt, hết dịch anh có dự định gì không? Bật mí cho anh là anh sẽ đăng ký kênh Patreon cho mình rồi. Ráng đợi em có thẻ visa rồi đăng ký hàng tháng. Tuyệt vời em luôn. Thì sau dịch á, anh sẽ có những cái, thật sự là dự định của anh nhiều, nhưng mà anh có thể nói một cách ngắn gọn là như vậy. Sau dịch anh chắc là sẽ có thể có thêm cái lớp kiểu như là giúp cho những em trai trở thành những người đàn ông đúng nghĩa. Có thể là anh sẽ dạy free, xong rồi còn những người mà người ta muốn, người ta có thể donate cho những cái lớp đó, hoặc là anh sẽ lấy tiền tượng trưng. Tại vì anh sẽ tập trung vào những em sinh viên. Tại vì sinh viên thì anh nghĩ là cũng không có nhiều tiền đâu. Nhưng mà kiến thức á, thì nó quan trọng, cho nên có thể là anh sẽ dạy free. Nhưng mà anh cần phải thấy được cái tinh thần của mấy đứa. Chứ nhiều khi dạy free xong rồi cái mấy đứa nói free thì nó muốn đi, đi không đi cũng được không sao. Không, anh không có làm vậy. Có thể là anh sẽ bắt đóng tiền, nhưng mà học xong anh trả lại tiền. Như vậy thì nó sẽ làm cho mấy đứa có cái commitment hơn. Chứ đừng có theo kiểu là free cho nên muốn đi đi. Trên đời này cái tâm trạng mà tiền nào của đó nó rất là nguy hiểm. Cho nên anh có thể dạy free, nhưng mà anh sẽ phải lấy tiền, sau đó anh trả lại. Ok. Đó là một trong những dự định của anh. Nhưng mà nó còn nhiều cái mà anh sợ nó trước bước không qua nên ông mới nói. Hồ Tuấn Cường, cảm ơn anh về những món ăn tinh thần. Cảm ơn em Cường. Nghe thấy Cường Hào Ác Bá mà nói hay quá. Phan Sông Núi, tên hay vậy em. Cảm ơn anh Tuấn Khanh, không là không có podcast anh leo để coi rồi. Văn Đức Toàn, cảm ơn anh leo, anh kể thêm những câu chuyện trong cuốn Nothing to Envy đi anh. Anh nghĩ chắc phải để clip khác. Lần sau á, em có thể nhắn lại một lần ở trong cái podcast ở tuần này là chủ nhật á, anh sẽ nói ha. Chứ còn giờ anh nói nữa nói không mệt lắm, má 70 mấy phút rồi, chắc chết. Anh hát xong là anh tấm chức rồi. Trương Thành Tiến, chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe. Cảm ơn em. Nguyễn Thành Trung, cũng nhiều sức khỏe. Có lẽ anh đọc lộn lại thêm lần nữa nhưng mà không sao. Ok. Phạm Văn Vũ, anh nghĩ thế nào về Dượng Tony buổi sáng và sức ảnh hưởng của Dượng? Thì cái này chắc anh để qua lần sau anh sẽ nói luôn đi, chứ nói luôn hôm nay cũng hơi mệt đó. Để lần sau đi ha, thông cảm. Còn bây giờ chúng ta sẽ nghe cái bài Đôi Giày Bị Mất trước khi chia tay. Ok, Đôi Giày Bị Mất để lật cái sheet nhạc ra, đánh cho nó có màu mè coi. Chứ không có sheet nhạc đánh nhiều khi dở. Để xíu nha, để insert cái sheet nhạc chút nha. Chút nha.
Ok, ok, ok bên đây, ok bên đây. Shit nhạc. Bài này là cái bài... Bài này nguyên bản của nó là bài Donna. Nhưng mà qua tiếng Việt thì nó thành đôi giày bị mất. Thì kiếm cái hợp âm nó đánh cho nó hấp dẫn chứ còn không vô. Đây. Ok, bài này là bài chết mẹ. Trời đất ơi, nó đánh cái gì mà có tùm lum tà la hết vậy nè. Vừa thôi kiếm cái bài version nào khác thôi. Chọn cái version khác thôi. Cái gì? Un petit garçon Claude de François. Trời đất ơi, cái gì đây? Đây coi coi. Il était une fois un petit garçon qui vivait dans une grande maison. Ok, chắc là đánh hơi mệt đó nha mấy đứa. Thôi anh hát chay đi cho nó bỡ mệt. Ok, anh hát chay bài này đi. Chứ còn đánh cái gì đâu mà một câu nó có mấy chữ thôi mà nó tới bốn hợp âm. Cái gì mà DM A7 rồi DM A7. DM vô lại DM lại này nè. Ta da ta da da. Ta da ta da da. Ta da 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 da. Na na na. Thế giờ đánh hơi lộn mà lắm. Ok, anh sẽ hát bài này hát chay đi ha. Bài này là bài đôi giày bị mất. Bài này nó rất là buồn. Đúng luôn đang này các bạn. Ánh đèn vàng hiu hắt, khói lầm cày đôi mắt. Tôi ngồi đó sao đôi giày tôi mất. Nắng còn hơn vừa nên, mắt huyền vừa mới khép. Tôi ngồi đó sao mất tiêu đôi giày. Ai qua đây lấy đi đôi giày. Giày vừa mới mua xong, mới mua xong. Ai qua đây lấy đi đôi giày. Giày của ý mới mua mất rồi. Numa 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 numa. Thế là tao mất tiêu đôi giày. Ok, rồi tới đây được rồi. Xin tạm biệt, xin chào, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại trong livestream podcast tối chủ nhật hàng tuần 8 giờ tối về các vấn đề dành cho các em nhỏ và các bạn chưa có nhỏ nhưng mà chưa biết những vấn đề này. Nói chung là về hướng nghiệp, về cuộc sống, về tinh thần, về đủ kiểu hết. Hẹn gặp lại các em. Còn bây giờ thì chúng ta chia tay ở đây. Anh Leo nói chuyện là tuyệt vời luôn. Cho nên nếu các em thấy hay, nhớ share, subscribe và donate cho những cái thức ăn tinh thần vô cùng ngon lành từ người đầu bếp tuyệt vời này. Ông thầy vĩ đại, Dưa Leo. Bye bye. Hẹn gặp bữa khác. Nhớ share ra chưa?